Xin chào quý vị khán giả của X-Channel. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một chiếc đồng hồ quartz hoàn toàn mới đến từ thương hiệu Olympia, chiếc Olympia Star OPA 58063 MSKT, một lựa chọn cực tốt cho dress watch ở mức giá từ 3 đến 4 triệu đồng. Hãy đến với phần đánh giá nhanh của chúng tôi ngày hôm nay. Đầu tiên là lớp vỏ bên ngoài. Có thể thấy đây là một thiết kế dress watch khá mới của thương hiệu Olympia khi nó khác rất nhiều so với những chiếc Olympia Nuts mà chúng ta hay gặp. Phần bezel được mạ PVD vàng kim sáng bóng và được làm cong mềm mại. Phần viền hai cạnh được khắc nhiều sọc khá lạ mắt, nhưng mà cá nhân tôi thì lại không thích kiểu trang trí này cho lắm bởi vì nhìn hơi rối mắt. Ở mặt sau chúng ta có logo của thương hiệu OP cùng với đó là các thông số của đồng hồ. Đây không phải là nắp vặn chìm nên độ chống nước vì thế cũng chỉ khoảng là 30m, nhưng cũng không nên đòi hỏi quá nhiều ở một chiếc đồng hồ wristwatch về độ chống nước. Chiếc Olympia Star này thì có size mặt khoảng 39mm, vì vậy sẽ rất phù hợp với các bác có chu vi cổ tay nhỏ và trung bình khoảng từ 15 đến 16cm. Đến với phần mặt, phần làm nên nét đẹp riêng của mỗi chiếc đồng hồ. Chiếc Olympia Star thì có kiểu trang trí guliche khá lạ mắt. Đây là kiểu khắc guliche dạng dệt, khác với nhiều vân guliche ta hay gặp ở chiếc đồng hồ thụy sĩ. Và vì đây là một chiếc đồng hồ wristwatch nên là các chi tiết như cọc số, kim giờ phút đều được làm mỏng và khá tối giản. Các cọc số chỉ là các vạch nhỏ được mạ PVD màu vàng. Kiểu kim của chiếc Olympia Star này là kim hình mắt ngỗng của Breguet được mạ PVD màu vàng. Ngoài ra thì trên mặt đồng hồ còn có hai cửa sổ ô lịch, lịch thứ ở góc 12 giờ và lịch ngày ở góc 3 giờ. Trên mặt số thì OP không quên nhắc lại việc chiếc Olympia Star này dùng mặt kính sapphire bằng dòng chữ được ghi trên mặt. Nhìn chung thì với tầm giá là từ 3 cho đến 4 triệu đồng thì chỉ có OP mới đem lại cho người dùng mặt kính sapphire mà thôi, điều rất hiếm gặp ở các dòng sản phẩm cùng mức giá của các thương hiệu đồng hồ khác. Về máy móc thì chiếc OP này sử dụng máy quartz Ronda nhập từ Thụy Sĩ, một cỗ máy nổi tiếng về độ bền cũng như là tuổi thọ của pin. Pin sẽ cho thời gian hoạt động từ 2 cho đến 3 năm. Độ chính xác thì không cần phải bàn cãi khi mức sai số là khá ổn, chỉ ở mức 0,05 giây trên một ngày mà thôi. Phần dây kim loại được tạo nên từ nhiều mắt nhỏ, điều này giúp các bác có thể sẽ có cảm giác rất là ôm tay và thoải mái khi đeo. Kiểu khóa là kiểu khóa gập đôi, khi gập vào thì sẽ cho cảm giác là phần dây sẽ liền một mạch, gần như là không có sự xuất hiện của khóa gập, một chi tiết khá thú vị đúng không nào? Tổng kết lại thì với mức giá là từ 3 cho đến 4 triệu đồng thì bạn sẽ sở hữu một chiếc đồng hồ sở hữu máy quartz của Thụy Sĩ, chất lượng và độ bền thậm chí là còn nhỉnh hơn so với máy của Nhật Bản, lại có mặt kính sapphire chống sức cao cấp. Với cá nhân tôi thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho một chiếc wristwatch tầm trung. Còn với các bác thì sao? Hãy comment để chúng tôi biết được cảm nhận của bạn và đừng quên like và subscribe channel để cập nhật những video đồng hồ mới nhất của chúng tôi. Xin chào! Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!